tôi tên là Shinsuke của nhóm Double Wish. Hôm nay đi đến ở đây. Đây là Moa Việt Nam Noi Cà Phê. Ở đây Nhật Bản nha. Nhưng mà có món ở Việt Nam. Hồi hộp quá. Ok. Okinawa không? Okinawa là đảo miền Nam Nhật Bản. Shinsuke, hola. Foga và Tetsuko chan com. Đến rồi. Itadakimasu. Ở đây một tô 130.000 ở Việt Nam đắt mắc, nhưng mà ở Nhật Bản một tô bình thường không lẽ đắt tốt. ベトナムよりやっぱスープは濃くて麺もちょっと固め、日本人にしてるのか日本人に合わせてるのか、へえ、うん、香辛料とか香辛料系はそんなに入ってない、ニンニクは入ってますけど、肉系も入ってるけど、ベトナムだといっぱいね野菜がもりもりでいろんな種類が来るんですけど、ここはもう元から乗ってる、乗ってる感じですね。Ở Việt Nam có rất nhiều rau, có rất nhiều loại rau, nhưng ở đây không có. Sự kiện suy nghĩ so với phở ở Việt Nam và phở Nhật Bản, cả hai ngon nên nếu các bạn đi đến Okinawa thì phải đi đến đây. Chắc là rất rất ngon. Nếu các bạn thích video này thì hãy share và subscribe nha. Bye bye. Con kiều, 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 con ki